Roma đoạn 3 Vậy thì, sự trỗi hơn của người Judah là thế nào? Hay là phép cắt bì có ích gì chăng? Ít lớn đủ mọi đàn. Trước hết là điều này. Ấy là lời phán của Đức Chúa Trời đã phó cho dân Judah. Mà làm sao, nếu một vài người trong bọn họ không thành tín, sự thử không thành tín của họ có làm cho sự thành tín của Đức Chúa Trời ra hư không sao? Chẳng hề như vậy thà xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối, như có chép rằng. ấy vậy, Đức Chúa Trời sẽ được xưng công bình trong lời phán của Ngài và sẽ được thắng khi chịu xét đoán. Xong, nếu sự không công bình của chúng ta tỏ ra sự công bình của Đức Chúa Trời, thì sẽ nói làm sao? Khi Đức Chúa Trời giáng cân giận, thì Ngài không công bình sao? Tôi nói như cách người ta nói. Chẳng hề như vậy. Nếu vậy thì Đức Chúa Trời đoán xét thế gian thế nào? Nhưng nếu lẽ thật Đức Chúa Trời bởi sự nói dối của tôi mà được vinh hiển lớn hơn, thì sao tôi còn bị đoán xét như kẻ có tội? Vậy thì sao chúng ta không làm sự giữ cho được sự lành? Như kẻ dèm pha đã cáo và quyết rằng chúng ta dạy điều ấy. Sự đoán phạt những người đó là công bình. Thế nào chúng ta có điều gì hơn chăng? Chẳng có. Vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Judah và người Gareth thải đều phục dưới quyền tội lỗi. Như có chép rằng, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả. Thải cùng nhau ra vô ích, chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Họng chúng nó như huyệt mã mở ra, dùng lưỡi mình để phỉnh gạt dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang. Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng. Chúng nó có chân nhẹ nhàng đặng làm cho đổ máu. Trên đường lối chúng nó rặt những sự tàn hại và khổ nạn. Chúng nó chẳng hề biết con đường bình an. Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó. Và chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại. Cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Vì chẳng có một người nào bởi làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài. Vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngồi luật pháp. Tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giêsu Christ cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết. Vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình. Nhưng không. Bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm, làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Trong lúc Ngài nhị nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thì hiện tại. Tỏ ra mình là công bình và xin công bình cho kẻ nào tin đến Đức Chúa Giêsu. Vậy thì sự khoe mình ở đâu đã bị trừ bỏ rồi. Bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của Đức Tin. Vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp. Hay là Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Juda sao? Hát chẳng phải cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại ư? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm cho kẻ chịu các bì được xưng công bình bởi đức tin. Cũng làm cho kẻ chị không chịu các bì được xưng công bình bởi đức tin nữa vậy chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao chẳng hề như vậy trái lại chúng ta làm vững bền luật pháp